Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm karaoke di động loa 3 tấc với một thiết kế nhỏ gọn đẹp đến từ nhà Nanomax mà model là T12. Đầu tiên, loa sẽ đi kèm với 2 micro không dây cùng với một dây sạc và một remote điều khiển từ xa. Mặt ngoài loa được sơn một lớp sơn vàng tĩnh điện, được lắp rất chắc chắn và chống trầy. Bên trong sẽ có một chép và một bát, đường kính của bát sẽ là 30cm. Mặt ngoài được làm bằng gỗ ép sơn màu trắng, chống trầy, nhìn rất đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Bốn góc của loa được bảo vệ bởi 4 miếng ốp cạnh, và đế của loa sẽ có 2 chân đứng và 2 bánh xe, giúp loa dễ dàng di chuyển hơn. Và ở mặt sau của chiếc loa sẽ có tay kéo giúp chúng ta thuận tiện mang đi và kéo một cách dễ dàng. Mặt trên thì có quai tay để chúng ta có thể xách đi mọi nơi và có chỗ để 2 mét vuông không dây. Và ở phía bên phải bên cạnh loa sẽ có một bảng điều chỉnh âm thanh có chỗ kết nối USB và thẻ nhớ. Có màn hình mini, nút chuyển đổi, điều chỉnh được volume, bass, echo, âm lượng của mic và còn có chỗ sử dụng micro có dây. Và sẽ có một bóng đèn mini báo hiệu khi loa hết pin hoặc đầy pin. Mặc dù bảng điều chỉnh tuy nhỏ nhưng có đầy đủ thiết bị phù hợp với một chiếc loa mini như này. Tuy kích thước chỉ với 33-24-55cm, nặng 8kg, chiều cao nhỏ, nhẹ, công suất tương đối là 260W, tần hoạt động từ 20Hz đến 20kHz. Nhưng giá thành lại vô cùng hợp lý, chất lượng âm thanh vô cùng hay, âm thanh rất lớn. Tuy Nanomax T12 là loa mini nhưng lại có thể làm mọi người hài lòng và công suất lớn, rất phù hợp, hát karaoke, gia đình trong một căn phòng rộng rãi và mang đi du lịch. Và đặc biệt, rất phù hợp cho mọi lứa tuổi. Nên mua sản phẩm mình sẽ để phía bên dưới, còn người ngại gì mà không mua nè.